Hello. Và đây là chiếc Daily Vlog, một ngày bình thường của tôi, Dinh Ham Vui. Cùng đón xem một ngày của cô gái độc thân là việc tự do ở Bình Phước sẽ như thế nào nhé. Thường thì tôi sẽ ngủ dậy vào lúc 7-8 giờ sáng. Thói quen lúc vừa ngủ dậy là phải uống một ly nước cho đỡ khô họng. Những ngày siêng năng tôi sẽ tập thể dục. Đây là chiếc máy chạy bộ bố tôi săn sale được của nhà Finpost. Hy vọng là bản thân luôn siêng năng để có sức khỏe thật là tốt. Hôm nay tôi sẽ ăn sáng cái món mà tôi rất là thích, đó là món bún nước tương với thịt. Mọi người ở đây có thích món này giống tôi không? Trời ơi, tôi siêu thích uống cà phê luôn, nên đã mua luôn cái máy pha cà phê tại nhà. Một khoản đầu tư khá là đáng giá đối với tôi, với một đứa rất là lười đi ra đường. Tôi ăn uống xong thì đợi khoảng 30 phút thì sẽ bắt đầu đánh răng, rửa mặt và đi tắm. Đây tôi có hẹn đi khám định kỳ. Đầu tiên là tiệm spa mà tôi hay trượt lông. Tôi trượt ở Bamboo được hơn 1 năm rồi và thấy dịch vụ ở đây khá là thoải mái nên tôi mới gắn bó được lâu như vậy. Sau đó tôi đi qua nha khoa thiện mỹ siết răng. Bác sĩ Trang nói với tôi mọi thứ dần cũng ổn định rồi, khoảng 1-2 tháng nữa thôi là có thể tháo hàm trên. Tôi thật là mong chờ đến ngày đó luôn á. Rồi tôi ghé mua vài thứ đồ rồi về nhà. Này, anh shipper có giao cho tôi một món hàng siêu to khổng lồ mà không phải trả một chi phí gì hết. Mở ra mới biết đây là chiếc vali Bamboo mà hôm bữa tôi comment dạo bên nhà anh chị Quyền Leo trong clip cho sự kiện siêu xe sắp tới. Nhà ví cho sự may mắn này đến các bạn đang xem clip này nha. Đây là góc làm việc mà tôi siêu thích luôn á, nó cho tôi rất là nhiều cảm hứng. Hôm vừa rồi tôi có nhờ anh Lộc bên vi tính đồng xoài để nâng cấp máy tính lên một chút, hỗ trợ cho công việc được tốt hơn. Ngày làm review thì tôi có làm content cho một vài brand ruột và có livestream chơi game. Tôi rất là thích cảm giác vừa xem show vừa ăn uống chill chill, cảm thấy hạnh phúc xỉu. Tối đến tôi thường chọn một thứ vui, một là cày TV show, hai là đọc sách, ba là tìm hiểu về vũ trụ. Tôi từng đọc được một câu đại loại là nếu không thể bước chân ra ngoài khám phá thế giới thì mình có thể mượn đôi mắt và câu từ của người khác để có thêm trải nghiệm. Tôi luôn áp dụng điều này mỗi ngày, nó giúp tôi có nhiều góc nhìn đa dạng hơn. Tôi sẽ chìm đắm vào những thứ này cho đến khi tôi mệt rồi đi ngủ luôn. Vậy là hết một ngày của tôi rồi. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Hẹn mọi người clip sau nha. Bye bye.